Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Vĩnh Phúc. Sáng nay, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức hội nghị tuyên dương khen thưởng giáo viên, học sinh giỏi năm học 2021-2022. Tới dự có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các đồng chí Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh đạo một số sở ngành địa phương trong tỉnh. Kết thúc năm học 2021-2022, ngành giáo dục và đào tạo tỉnh đạt nhiều kết quả nổi bật về chất lượng, khẳng định Vĩnh Phúc là điểm sáng của giáo dục Việt Nam, là niềm tự hào của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Vĩnh Phúc. Trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, điểm trung bình các môn thi của học sinh Vĩnh Phúc đạt 7,026 điểm, xếp thứ hai toàn quốc, tăng 3 bậc so với năm 2021, tỷ lệ tốt nghiệp 99,97%, cao nhất từ trước đến nay. 9 trên 9 môn thi có điểm trung bình bài thi nằm trong top 10 toàn quốc. 5 năm liền, Vĩnh Phúc là một trong 6 tỉnh có điểm trung bình thi tốt nghiệp cao nhất toàn quốc. Thí sinh Vũ Thị Thi, lớp 12A7, trường Trung học Phổ thông Nguyễn Viết Xuân là thủ khoa toàn quốc khối D00. Trong các kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, quốc tế, Vĩnh Phúc xếp thứ 2 toàn quốc về số lượng giải nhất kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia. Có 14 học sinh được chọn vào vòng 2 dự thi các đội tuyển Olympic khu vực và quốc tế. Và có 2 học sinh đạt huy chương đồng Olympic vật lý và toán học quốc tế. Một dự án của nhóm học sinh và giáo viên trường Trung học Phổ thông Trần Phú đạt giải nhất cuộc thi ý tưởng khởi nghiệp quốc gia và là lần đầu tiên Vĩnh Phúc đạt giải cao nhất từ sân chơi này. Kỳ thi chọn học sinh giỏi lớp 9 có 35 giải nhất, 138 giải nhì, 181 giải ba. Đối với lớp 10, 11 có tổng số gần 2.100 học sinh đạt giải, trong đó có 111 giải nhất, 473 giải nhì, 660 giải ba. Trong các hội thi giáo viên chủ nhiệm giỏi, có 166 giáo viên tham gia, trong đó có 26 giải nhất, 30 giải nhì, 44 giải ba. Hội thi giáo viên dạy giỏi các môn khoa học xã hội cấp trung học cơ sở có 12 giải nhất, 27 giải nhì, 41 giải ba. Những kết quả trên bắt nguồn từ truyền thống hiếu học của nhân dân Vĩnh Phúc, sự quan tâm đầu tư cho sự nghiệp giáo dục đào tạo của tỉnh, sự nỗ lực cố gắng của các thầy cô giáo và niềm say mê học tập, phát huy trí thông minh, sáng tạo của các em học sinh và sự ủng hộ của toàn xã hội cho sự nghiệp giáo dục đào tạo. Thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường thực hiện chuyển đổi số trong các cơ quan đảng, sáng nay, Văn phòng Tỉnh ủy đã tổ chức ra mắt triển khai phần mềm theo dõi thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương và của Tỉnh ủy. Phần mềm theo dõi việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương và của Tỉnh ủy có địa chỉ http://tzthvbkl.vinhphuc.gcs.vn được triển khai đến các cơ quan tham mưu giúp việc của Tỉnh ủy, Đảng đoàn Hội đồng Nhân dân tỉnh, Ban cán sự Đảng Ủy ban Nhân dân tỉnh, Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các đoàn thể chính trị xã hội, các thành ủy, huyện ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy nhằm đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động của các cơ quan đảng, giúp việc theo dõi, đôn đốc, kiểm tra cũng như báo cáo nhanh tình hình, kết quả thực hiện công việc được giao. Qua đó nâng cao chất lượng công tác tham mưu tổng hợp, phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy. Phần mềm theo dõi việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương và của Tỉnh ủy có ưu điểm là thao tác đơn giản, dễ sử dụng và đảm bảo tính bảo mật thông tin. Sau triển khai, phòng họp không giấy tờ phục vụ các cuộc họp của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy. Việc triển khai phần mềm theo dõi thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương và của Tỉnh ủy được Văn phòng Tỉnh ủy triển khai là một trong các cơ quan đơn vị chủ động, tích cực trong thực hiện chuyển đổi số trong các cơ quan đảng. Quyết liệt, sâu sát trong lãnh đạo, chỉ đạo, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị. Đến nay, qua 7 tháng thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ cam kết với Ban Thường vụ Tỉnh ủy, thành phố Vĩnh Yên đã hoàn thành một số chỉ tiêu, nhiệm vụ theo tiến độ đề ra, tạo tiền đề để thành phố phấn đấu sớm hoàn thành các chỉ tiêu cam kết với Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong năm 2022. Phường Hội Hợp là một trong số địa phương đơn vị thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ Ban Thường vụ Thành ủy Vĩnh Yên giao. Đến nay, phường đã cơ bản hoàn thành nhiều chỉ tiêu, trong đó có các chỉ tiêu quan trọng như giải ngân vốn đầu tư công, phát triển đảng viên. Về cơ bản, trong 7 tháng đầu năm 2022, các chỉ tiêu về phát triển kinh tế xã hội, về an ninh quốc phòng, về xây dựng đảng, về giải ngân vốn đầu tư công, cơ bản phường Hội Hợp đạt kế hoạch. Tuy nhiên, hai lĩnh vực cần phải tập trung cố gắng nhiều hơn của những tháng còn lại cuối năm, đó là công tác giải phóng mặt bằng,
công tác xử lý vi phạm đất đai, đòi hỏi đảng bộ, chính quyền, phường hội họp cần phải tích cực, chủ động, quyết liệt hơn nữa, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị. Quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo, các đồng chí thường trực thành ủy, ủy viên ban thường vụ thành ủy thường xuyên xuống cơ sở kiểm tra, đôn đốc, đồng thời thành lập các tổ công tác thường xuyên nắm tình hình, đồng hành tháo gỡ các khó khăn vướng mắc, giúp các cơ quan đơn vị trong thực hiện các chỉ tiêu, nhất là các chỉ tiêu khó, các vụ việc tồn tại lâu năm như xử lý vi phạm đất đai, giải phóng mặt bằng. Xác định đây là một cái nhiệm vụ trọng tâm như vậy nên là ban thường vụ đảng ủy chúng tôi hàng tuần, hàng tháng là có cái lộ trình giao cho ủy ban, giao cho cán bộ chuyên môn cụ thể hóa từng trường hợp một. Thế và những cái trường hợp vướng khó thì xin ý kiến tổ công tác của thành phố để giúp đỡ và tranh thủ xin ý kiến chỉ đạo của đồng chí lãnh đạo để quyết tâm từ nay đến cuối năm sẽ cố gắng hoàn thành chỉ tiêu. Với quyết tâm chính trị cao nhất, mới đây Thành ủy Vĩnh Yên đã phát động đợt thi đua cao điểm phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ ban thường vụ tỉnh ủy giao. Đợt thi đua nhấn mạnh vai trò của người đứng đầu mỗi cơ quan đơn vị trong việc nêu gương, thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao, lấy kết quả thực hiện nhiệm vụ làm tiêu chí để đánh giá, xếp loại cán bộ cuối năm. Các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao cần được cụ thể hóa, gắn với trách nhiệm của người đứng đầu, có lộ trình, thời gian và giải pháp khả thi để thực hiện. Đôn đốc việc thực hiện quy chế phối hợp giữa các phòng ban và giữa các phòng ban với xã phường đảm bảo chạy việc, tránh đổ lỗi cho nhau. Cùng một việc nhưng không ai chịu trách nhiệm, rồi tranh công đổ lỗi, tránh cái tình trạng đó. Cả hệ thống chính trị thành phố Vĩnh Yên đang tập trung phấn đấu thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ ban thường vụ tỉnh ủy giao. Với quyết tâm chính trị cao nhất, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo đúng tiến độ yêu cầu đề ra, xây dựng thành phố ngày càng phát triển, xứng tầm là đô thị trung tâm của tỉnh Vĩnh Phúc. Có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2022, Nghị định số 38/2022 của Chính phủ về việc tăng lương tối thiểu vùng sẽ được điều chỉnh tăng thêm 6%, tương ứng tăng từ 180.000 đồng đến 260.000 đồng so với mức lương tối thiểu hiện hành. Đây không chỉ đơn thuần là triển khai thực hiện một quy định pháp luật, mà hơn thế là hài hòa lợi ích để phát triển doanh nghiệp gắn với nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống của công nhân lao động. Cũng như nhiều lao động đang làm việc tại doanh nghiệp này, chị Đỗ Thị Phương rất vui mừng, phấn khởi trước sự quan tâm của chủ sử dụng lao động khi được tăng lương tối thiểu vùng đợt này. Bản em rất là vui mừng. Bình thường thì theo cái quy định là 6%, nhưng mà công ty cũng tăng được hơn 6%, bọn em cũng tăng được hơn 300.000, 350 gì đấy ạ. Bọn em rất là vui mừng là vì cái lộ trình tăng lương này thì giúp cho bọn em cải thiện thêm cái mức lương cơ bản của mình, tăng được rất là nhiều. Công ty cổ phần giày Vĩnh Yên hiện có 2 cơ sở sản xuất tại thành phố Vĩnh Yên và huyện Tam Dương, tạo việc làm cho hơn 3.200 lao động, với thu nhập bình quân 6,5 triệu đồng một người một tháng. Trong bối cảnh cạnh tranh, khó tuyển dụng, ngoài tăng lương theo đúng Nghị định 38 năm 2022 của Chính phủ, doanh nghiệp này đã có nhiều phúc lợi xã hội, quan tâm, chăm lo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần để giữ chân người lao động gắn bó lâu dài với doanh nghiệp. Kinh doanh của doanh nghiệp thì là thường chúng ta khi mà lập kế hoạch về tài chính như đơn hàng, chúng ta xây dựng tất cả cơ chế từ đầu năm đến cuối năm. Nhưng mà năm nay do cái đặc thù chúng ta đã điều chỉnh lương vào giữa năm, tuy nhiên cái mức độ ảnh hưởng cũng không nhiều. Và mục tiêu của doanh nghiệp vẫn là tạo điều kiện tối đa để hỗ trợ người lao động. Do vậy là việc tăng lương là cảm thấy là doanh nghiệp cũng sẽ đồng hành cùng với người lao động và sẵn sàng điều chỉnh mức lương phù hợp cho người lao động để giữ chân người lao động, đồng thời cũng tạo điều kiện yên tâm công tác cho người lao động. Trên địa bàn tỉnh hiện có hơn 7.500 doanh nghiệp đang hoạt động. Số lao động đang làm việc trong các doanh nghiệp là 240.500 người. Để đảm bảo quyền lợi cho người lao động, Sở Lao động Thương binh và Xã hội đã phối hợp chặt chẽ với các sở ban ngành liên quan, chủ động triển khai, tuyên truyền, phổ biến các quy định của Nghị định số 38 năm 2022 tới chủ sử dụng lao động trong và ngoài khu công nghiệp để thực hiện đúng quy định của pháp luật về mức lương tối thiểu vùng cho người lao động. Với tình hình giá cả hàng tiêu dùng biến động như hiện nay, thì đời sống của công nhân lao động còn rất nhiều khó khăn, nhất là đối với những người phải thuê nhà ở hoặc nuôi con nhỏ. Chính vì vậy, việc được tăng lương tối thiểu vùng càng trở nên ý nghĩa, thiết thực, giúp người lao động vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống. Ủy ban nhân dân thành phố Phúc Yên đã tổ chức cưỡng chế kiểm điểm bắt buộc đối với hộ gia đình bà Phan Thị Châu đang sử dụng thửa đất số 360 tại bản đồ số 21 tại phường Phúc Thắng do không phối hợp thực hiện công tác kê khai kiểm đếm để thực hiện dự án đầu tư xây dựng
và phát triển đô thị phường Phúc Thắng, đoạn từ đường tỉnh lộ 301 đến đường Nguyễn Tất Thành. Sau khi Ủy ban nhân dân thành phố Phúc Yên ban hành quyết định cưỡng chế thực hiện kiểm điểm bắt buộc, Ban quản lý dự án đầu tư và xây dựng thành phố Phúc Yên phối hợp với các phòng ban, đơn vị liên quan và Ủy ban nhân dân phường Phúc Thắng tiếp tục vận động thuyết phục hộ gia đình bà Phan Thị Châu phối hợp kiểm kê, kiểm điểm đất đai, tài sản theo quy định. Sau nhiều lần tổ chức đối thoại, thông báo, niêm yết công khai, tuyên truyền vận động để kiểm kê tài sản, đất đai, phục vụ công tác giải phóng mặt bằng, thực hiện dự án, hầu hết các hộ gia đình, cá nhân đã phối hợp kê khai, kiểm đếm, còn hộ gia đình bà Phan Thị Châu không phối hợp kê khai, kiểm đếm. Công tác cưỡng chế kiểm đếm được thực hiện đúng quy định của pháp luật, đảm bảo an toàn. Các cơ quan chức năng đã tiến hành đo đạc, kiểm đếm bắt buộc trên diện tích đất của các hộ theo đúng trình tự, quy định của pháp luật. Trong thời gian 20 ngày kể từ khi kiểm đếm, nếu hộ gia đình bà Phan Thị Châu không nhận tiền bồi thường thì Ủy ban nhân dân thành phố sẽ hoàn thiện hồ sơ tiến hành cưỡng chế thu hồi đất theo đúng quy định của pháp luật.